hẳn là hồi nhỏ bất kỳ ai trong số chúng ta cũng từng mê mệt nhân vật Doraemon trong bộ truyện cùng tên. Những cuộc phiêu lưu của Doraemon cùng Nobita, Shizuka, Suneo rồi Jai đang thực sự đã biến thành một phần ký ức của bao người. Và cũng có những người, dù nay đã trưởng thành, vẫn chẳng thể từ bỏ được tình yêu to lớn với hội người chơi thân này, đặc biệt là chú mèo máy béo phệ Doraemon. Cô nàng có tên Trâm Anh, 27 tuổi đến từ Đồng Nai này là một trong số đó. Căn phòng tràn ngập sắc xanh của cô nàng gần 30 tuổi vẫn mê Doraemon khiến nhiều người sốc. Gần 30 tuổi, công ăn việc làm ổn thỏa nhưng tới thời điểm hiện tại, Trâm Anh vẫn độc thân. Tuy nhiên với cô gái này, chuyện đó chẳng mấy quan trọng, bởi cô nàng đã có một người người chơi đặc biệt đó chính là Doraemon. Chính Trâm Anh cũng đã viết niềm đam mê là không phân biệt tuổi tác, mặc dù 27 tuổi rồi nhưng mê Doraemon hơn mê người yêu trong bài viết chia sẻ về sở thích hơi con nít của mình. Kèm theo đó là loạt ảnh chứng minh cô nàng cùng mèo máy đến mức độ nào, từ giường, tủ, bàn ghế đến những vật dụng nhỏ như túi tắm, chăn màn, gương lược, mũ bảo hiểm, đều có hình Doraemon. Từ bàn ghế, tủ quần áo đến chăn chiếu, gối, đệm. Rồi cả bàn trang điểm, dép đi trong nhà, mũ bảo hiểm của Trâm Anh đều có hình Doraemon. Trâm Anh thú nhận bạn bè rồi người quen ai nấy đều toán khi chứng kiến căn phòng tràn ngập sắc xanh của cô, nhiều người thì chê Trâm Anh mãi không chịu lớn. Nhưng cô nàng 27 tuổi này tự nhủ, đam mê và tuổi tác là hai chuyện chẳng liên quan, hơn nữa, cô nàng còn có sự hậu thuẫn của hai bậc phụ huynh. Chia sẻ thêm về lý do thích Doraemon, Trâm Anh nói, từ nhỏ đọc truyện, coi hoạt hình, mình luôn thấy mỗi một câu chuyện xoay quanh Nobita và Doraemon đều mang đậm tính nhân văn ý nghĩa về tình người chơi thiêng liêng. Mình rất hâm mộ tình người chơi đó. Đặc biệt hơn nữa là chú mèo máy còn mang trên mình một màu xanh, nhìn vô là cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và ngộ nghĩnh nữa. Chân dung chủ nhân của căn phòng màu xanh đặc biệt. Để có được cả gia tài Doraemon đồ sộ như hiện tại, Trâm Anh xin phép không tiết lộ giá trị chi tiết nhưng cô nàng thừa nhận mình đã đầu tư kha khá tiền vào đây. Mỗi tháng, khi lĩnh lương, Trâm Anh còn bỏ ra một khoản cố định để mua đồ. Đến thời điểm hiện tại, có lẽ vì vẫn yêu Doraemon quá nên Trâm Anh chưa có ý định kiếm người yêu. Nếu có, cô nàng cũng chờ đợi người ấy có thể hiểu và thông cảm cho sở thích của mình. Bánh sinh nhật của cô nàng 27 tuổi cũng có hình Doraemon. Và đi du lịch. Và cả hình xăm nữa. Còn ai cùng Doraemon hơn cô gái này đây?